những chiếc ô tô có tải trọng lớn chở đất, đá lưu thông hàng ngày trên những tuyến đường. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Và hậu quả là ngày 4 tháng 6 năm 2022, tại km 472-950 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xóm Hợp Nhất, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. Mà nguyên nhân chính là do xe ô tô tải chở đất đá quá tải tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Yên Thủy không làm chủ được tốc độ, va chạm, lật đè lên xe ô tô 4 chỗ theo hướng ngược lại. Theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều quả đồi, diện tích đất nông, lâm nghiệp, những khối đá lớn hàng ngày đang bị khai thác. Hàng trăm hecta đất lâm nghiệp, cây trồng đang dần bị mất do khai thác đất đá. Một số diện tích đất nông nghiệp, đất vườn bị san hạ mặt bằng, ảnh hưởng đến môi trường, đến cuộc sống, an toàn của người dân, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, khiến nhân dân vô cùng bức xúc. Đó là những hệ lụy do tình trạng khai thác đất đá trái phép và luôn là vấn đề nóng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi được vào chiều ngày 23 tháng 6 năm 2022. Tại hiện trường, máy cẩu, máy khoan đá và một số xe ô tô tải hoạt động đào, khoan và vận chuyển đất, đá đi tiêu thụ. Theo người dân địa phương, việc khai thác đá diễn ra hơn một tháng kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2022 về trước. Địa điểm khai thác thuộc khu núi Khoi, xóm Đình, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Điều đáng nói, điểm khai thác đất đá này ngay trong khu dân cư, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Lạc Thịnh khoảng 1 km. Nhưng hàng ngày, tình trạng khai thác, vận chuyển vẫn diễn ra bình thường. Khai thác đá ở trong phía trong này thì có cái người dân khai thác lại cái bến đá cũ. Tôi có thấy cái xe người ta chở đá ra. Hòa Bình là tỉnh miền núi, giáp danh với thủ đô Hà Nội. Hiện nay, nhu cầu về đất để san lấp và khoáng sản phục vụ sản xuất xi măng cao. Theo đó, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình ở một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã lợi dụng việc san đồi làm vườn để bán khoáng sản trái phép. Theo phản ánh của người dân, đã có nhiều hộ dân bán đất rừng cho các công ty, doanh nghiệp trong một khoảng thời gian để doanh nghiệp khai thác, sau đó trả lại cho người dân. Mục đích chính là để doanh nghiệp khai thác đá xít và những công ty này được cấp phép khai thác. Anh Hưởng mà nó múc ở đây này, anh Hưởng không ngủ được ấy chứ, nhưng mà cũng nó là 5 năm nay thôi ấy. Miếng nhà ai bán thì mà kệ nhà ấy, ở đây là có một nhà này, hai nhà Dung là 3 này, nhà ông nội nhà này là 4 này. Ở còn bên trong nữa không biết Sấm Hồng nữa, mà chú Tuấn là 5 này, ở đồi này là 5-6 nhà đây này. Bán doanh nghiệp đấy, công ty đấy. Còn đây là khu vực khai thác vận chuyển đá trái phép tại khu vực xóm Khướng 1, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn. Tại thời điểm chúng tôi ghi hình, có máy xúc, xe ô tô vận chuyển đá ra tuyến đường kết nối đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 12B đi quốc lộ 1 qua địa bàn các xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Số đá này được vận chuyển đến các cơ sở chế tác đá cảnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Nhận được thông tin phản ánh của bà con nhân dân về việc là có hộ dân tự ý là san lấp và cải tạo đất ở cái khu đồi ở trên khu vực xóm Khướng, xã Bình Hẻm, thì chúng tôi đã cử cán bộ của địa chính kết hợp với xóm là cùng về để mà xác minh. Khi lên thì là hộ cũng đang tự ý để mà san lấp mặt bằng ở trên. Không chỉ khai thác đất đá trái phép, tình trạng san gạt mặt bằng, thuê lại đất của thôn xóm để làm bãi tập kết đất đá ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn đang diễn ra. Nhiều diện tích vườn đồi, đất giáp xanh với các trục đường liên huyện, liên xã, liên thôn được san gạt tạo mặt bằng, khiến người dân cho rằng có hay không việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở đây và việc làm này là tiền lệ xấu, vì tâm lý hộ này làm được thì hộ khác cũng làm được. Sự việc đó là ông Phan Văn Thương
hộ khẩu thường trú tại Phú Bằng, xã Tây Phong, có san gạt mặt bằng tại chỗ khi chưa được cấp phép. Sau khi chúng tôi phát hiện thì tôi cũng thành lập tổ công tác cho kiểm tra, xác minh diện tích rồi là loại đất. Thế thì qua kiểm tra cho thấy là diện tích đất của nhà anh Thương này là đất lâm nghiệp. Thực tế, việc tự ý san gạt mặt bằng trên diện tích đất nông lâm nghiệp diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, khiến dư luận cho rằng để xảy ra sai phạm của người dân trong việc tự ý san gạt mặt bằng trên đất nông lâm nghiệp chưa được cấp phép thì trách nhiệm thuộc về cấp nào và cơ quan chuyên môn nào. Trả lời về trách nhiệm để xảy ra tình trạng khai thác đất đá, san gạt mặt bằng trái phép tại địa phương, lãnh đạo Chi cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cho biết. Trách nhiệm thuộc về người sử dụng đất, người cho thuê và ủy ban cấp xã cơ quan nhà nước tại địa phương phải chịu nhiệm về cái việc mà phát hiện ra các sai phạm đấy. Vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cơ quan cấp trên. Khai thác khoáng sản trái phép không chỉ làm thất thoát tài nguyên mà còn tiềm ẩn đến an toàn tính mạng của người dân, nhất là trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, cũng tiềm ẩn những dấu hiệu và việc làm sai trái trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mà ở đây cũng chính là góc khuất của lợi ích nhóm từ việc khai thác khoáng sản trái phép mang lại. Theo luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì trách nhiệm quản lý của từng chủ thể trong hoạt động quản lý khoáng sản khá rõ ràng, đặc biệt là chính quyền các cấp, vai trò của cấp chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trong công tác quản lý các điểm mỏ đã được cấp phép và cả ở những vị trí khoáng sản chưa cấp phép khai thác đã được quy định rất rõ trong luật. Các đối tượng lợi dụng vào đấy để khai thác trái phép, để bán cho các đơn vị khác để thực hiện trục lợi. Thì đối với chúng tôi thì cũng là cơ quan đầu mối phối hợp với công an huyện tăng cường công tác kiểm tra và phát hiện, đặc biệt là tham mưu cho ủy ban huyện chỉ đạo các xã là khi thấy phát hiện là phải tập trung lực lượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đất đai, khoáng sản là tài nguyên của các quốc gia. Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, Luật Đất đai 2013 quy định việc đánh giá quản lý sử dụng đất đai phải được thực hiện từ trung ương đến địa phương. Đây là một công cụ có hiệu quả giúp cơ quan tài nguyên môi trường các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình một cách thiết thực nhất. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này. Các thông tin của người dân, của người sử dụng đất, chính quyền địa phương này báo cáo theo thẩm quyền và được giải quyết theo thẩm quyền. Ví dụ như là cấp xã thì được giải quyết ở mức độ sai phạm nhỏ và bao nhiêu tiền, mà mức độ cấp huyện thì cũng theo mức độ lớn hơn và cái giá trị sai phạm lớn hơn, và cấp tỉnh cũng mức đang là cao nhất đối với cả những cái sai phạm lớn và những khoản tiền sai phạm lớn. Những hệ lụy từ thực trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cần sớm được các cấp, các ngành chức năng vào cuộc nghiêm túc, đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân bao che, chống lưng cho việc khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản của nhà nước. Thậm chí, cần phải khởi tố những vụ án liên quan đến vấn đề này theo phương châm không có vùng cấm.